Để phòng ngừa và ngăn chặn không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quỹ ban An toàn Giao thông Quốc gia tại công điện số 235 về khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em. Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đặc biệt là hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định về việc lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định, phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh cập nhật kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021. Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh cam kết và thực hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh. giao ban an toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan để mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với trẻ em, đặc biệt là vận động cha mẹ, người giám hộ cam kết thực hiện không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, nhất là xe ô tô đưa đón học sinh. Kiểm soát chấn chỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đối với các học sinh điều khiển mô tô xe máy tham gia giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe.